Chiều ngày 10 tháng 12, tại Hà Nội, Quỹ Quốc tế và Bảo vệ Thiên nhiên WWF và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam VNBA phối hợp cùng Vietinbank tổ chức hội thảo lồng ghép thực hành môi trường, xã hội và quản trị ESG trong ngân hàng. Tham dự hội thảo có bà Phan Thị Hồng Vân, trưởng phòng khách hàng và quản lý thông tin Vietinbank, ông Nguyễn Thanh Sơn, giám đốc trung tâm đào tạo VNBA, ông Ander Nottham, giám đốc tài chính bền vững WWF Singapore, ông Ben Reeder, giám đốc phát triển bền vững Ngân hàng Credit Suisse, các chuyên gia cao cấp của WWF Việt Nam cùng các cán bộ trụ sở chính Vietinbank. Phát biểu tại hội thảo, bà Phan Thị Hồng Vân cho biết, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietinbank luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng gắn liền với bảo vệ môi trường và trách nhiệm với xã hội. Bà Phan Thị Hồng Vân gửi lời cảm ơn tới các chuyên gia đại diện của VNBA, WWF và Ngân hàng Credit Suisse đã dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm giúp các cán bộ Vietinbank nâng cao năng lực, nhận thức về vai trò của mình trong việc thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam. Tại hội thảo, các chuyên gia cùng các đại diện của các tổ chức đã trao đổi về những vấn đề như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, nạn phá rừng, v.v. hậu quả của những vấn nạn này đối với các doanh nghiệp, ngân hàng trên toàn thế giới. Đồng thời, các đại biểu đã cùng thảo luận những biện pháp khắc phục và cách ứng dụng thật tốt ESG và hoạt động kinh doanh của các ngân hàng với hiệu quả cao nhất. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.